Nám da, tàn nhang, rối loạn sắc tố là những vấn đề chị em rất dễ gặp phải đặc biệt là phụ nữ sau lứa tuổi 30. Tùy theo đặc điểm của làn da ở mỗi một độ tuổi mà chúng ta cần có một chế độ chăm sóc khác nhau. Và đặc biệt ở người tuổi 30 chúng ta cần phải chăm sóc da nhiều nhất bởi vì sự thay đổi của làn da bắt đầu ở lứa tuổi này. Tuy nám và tàn nhang không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại nám da lại là nỗi ám ảnh của phái đẹp. Vì nó gây ra vô số phiền toái như nhan sắc ngày một xuống cấp nám da tàn nhang với những đốm mảng sậm màu thường hiện diện ngay trên khuôn mặt và phát triển rất nhanh khiến nhan sắc của phái đẹp giảm sút làm làn da trông loang lổ kém mịn màng không đều màu thiếu hẳn sức sống vốn có bên cạnh đó nám da sẽ làm chị em trông già nua hơn tuổi thật của mình thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra sớm hơn tạo điều kiện thuận lợi để nếp nhăn khô sần chảy xệ hình thành ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình có một sự thật hiển nhiên là đàn ông càng lớn tuổi càng trở nên phong độ hơn trong khi phụ nữ thì ngược lại với các dấu hiệu lão hóa xuất hiện. Đặc biệt là tình trạng tăng sắc tố, nám, tàn nhang, sạm da. Sự thay đổi trái ngược này là nguyên nhân không nhỏ khiến hạnh phúc gia đình bị lung lay. Phẩy chấm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, là phái đẹp ai không mong muốn làn da của mình trắng sáng và mịn màng. Chính vì vậy, đa phần chị em bị nám đều không còn tự hài lòng với chính mình từ đó có thái độ thiếu tích cực, không còn yêu đời, tươi vui, dẫn đến nhiều xáo trộn trong cuộc sống, tinh thần suy giảm, thường xuyên buồn phiền. Chán nản và mất tự tin trong giao tiếp một chế độ chăm sóc và được thiết lập sớm thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta đẩy lùi dấu hiệu lão hóa. Việc điều trị tình trạng làn da này của mọi người còn nhiều khó khăn, việc lạm dụng thuốc tây nhiều và những trị liệu máy móc laser ngoài bệnh viện spa tốn kém thường gây ra những hậu quả cháy da nhiễm trùng da gây hoại tử và các bệnh lý da liễu khó lường khác vì thế mà các chuyên gia y tế khuyến khích người nám tản nhang sử dụng các dòng sản phẩm hỗ trợ có nguồn gốc từ thảo mộc thiên nhiên đây là giải pháp an toàn và có nhiều tác dụng cải thiện tích cực cho mọi người bị tình trạng này và một trong những sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay đó chính là bộ sản phẩm viên uống và kem bôi sáng hồng bảo ngọc bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc giá bao nhiêu tiền. Kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc mua ở đâu. Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc giá bao nhiêu tiền. Thời điểm mới tung ra thị trường kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc có giá lên tới 1.870.000 đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng, trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 1.670.000 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái. Khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn dễ thương quan tâm đến người mua hàng sau khi đặt hàng xong bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc mua ở đâu bạn nên đặt mua kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc trực tiếp từ website nhà sản xuất Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được kem bôi và viên uống sáng hồng bảo ngọc chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của kem Boy và viên uống sáng hồng bảo ngọc để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả nhanh chậm khác nhau còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.